Sức khỏe Phan xin kính chào quý vị và các bạn. Với bài thuốc này, cô bác cần chuẩn bị khoai lang và chuối chín. Nguyên liệu đầu tiên là khoai lang. Cô bác chuẩn bị một củ khoai lang nhỡ như thế này nhé. Theo đông y, củ khoai lang có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bồi bổ cơ thể, nhuận tràng, ích khí lực, mạnh tỳ thận. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng củ khoai lang giàu tinh bột, gluco, canxi, protein, mangan, các vitamin A, vitamin B, vitamin C có nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm viêm xương các khớp, cải thiện hệ tiêu hóa, bổ máu, chống lão hóa, giảm cân. Khi đã có khoai lang, cô bác đem rửa sạch rồi bắc nồi lên bếp, cho nước và khoai lang vào luộc trong vòng 15 phút nhé. Trong khoai lang có chứa beta-carotene là chất có tác dụng phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm mãn tính như viêm khớp hay thấp khớp. Các kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy việc hấp thu nhiều chất này vào cơ thể giúp giảm 50% tỷ lệ phát triển của bệnh xương khớp, giúp tăng cường độ chắc khỏe của xương. Thêm vào đó, vitamin C có trong khoai lang còn giúp duy trì collagen và giảm thiểu tỷ lệ phát triển của bệnh viêm khớp. Ngoài ra, khoai lang rất giàu hàm lượng protein, giúp nuôi dưỡng cơ bắp để tránh xa đau cơ, viêm khớp, cứng khớp đó ạ. Trong khi đợi khoai lang chín, cô bác hãy chuẩn bị nguyên liệu thứ hai là chuối nhé. Cô bác cần chuẩn bị một quả chuối chín cho công thức này, đem bóc vỏ, rồi cho vào bát dầm nhuyễn ra nhé. Theo các nghiên cứu, trong chuối chứa nhiều kali, vitamin C, tăng cường sản xuất collagen, giúp hình thành cơ, gân, xương khớp chắc khỏe, lưu thông khí huyết, giúp tiêu diệt các chất oxy hóa gây hại cho khớp. Bên cạnh đó, chuối còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ cao, giúp trẻ hóa làn da, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, huyết áp, cải thiện các triệu chứng về dạ dày, trào ngược thực quản đó ạ. Khi đã dầm nhuyễn chuối như thế này, cô bác để sang một bên nhé. Lúc này cô bác chọc thử đũa vào khoai lang, xem khoai đã chín mềm chưa nhé. Khoai lang như thế này là đã chín rồi đấy ạ. Cô bác tắt bếp, cho khoai lang ra đĩa đợi cho nguội bớt nhé. Bên cạnh công dụng với xương khớp, khoai lang còn là khắc tinh của bệnh dạ dày, khó tiêu, táo bón đó ạ. Trong khoai lang có chứa hàm lượng chất xơ cao, cùng nhiều loại vitamin và các khoáng chất, có tác dụng kiểm soát nồng độ axit trong dạ dày, giúp làm giảm các cơn đau và các vết loét ở dạ dày không bị lan rộng. Đồng thời giúp kích thích nhu động ruột, làm quá trình tiêu hóa thức ăn trở nên nhanh hơn, ngăn ngừa táo bón rất tốt. Khi khoai lang đã nguội bớt, cô bác bóc vỏ và cũng nghiền nát ra bát. Với những cô bác nào muốn giảm cân thì chắc chắn không thể thiếu khoai lang luộc trong thực đơn hàng ngày của mình rồi, có phải không ạ? Khoai lang là loại củ hoàn toàn không chứa chất béo và cholesterol nên ngăn ngừa quá trình chuyển hóa thành chất béo tích tụ trong cơ thể. Ăn khoai lang trước bữa ăn cũng là cách để giảm béo hiệu quả bởi khoai lang sẽ tạo cảm giác no bụng, vì thế sẽ giảm được lượng thức ăn hấp thụ trong bữa ăn chính. Khi cô bác đã nghiền nát được khoai lang như thế này, tiếp theo cô bác đem trộn đều với chuối. Khi hỗn hợp đã hòa quyện với nhau là bài thuốc chữa viêm khớp của chúng ta đã hoàn thành rồi đó ạ. Khoai lang và chuối tưởng chừng là hai loại thực phẩm riêng biệt với những công năng riêng. Vậy mà khi kết hợp với nhau, sự giàu có về hàm lượng kali trong chuối và dồi dào protein của khoai lang lại tạo nên bài thuốc cực bổ dưỡng, chữa trị căn bệnh đau nhức xương khớp, làm mất ăn mất ngủ của nhiều cô bác. Đúng thật là tuyệt vời cô bác nhỉ. Sau đây xin chia sẻ tới cô bác cách dùng bài thuốc này nhé. Khi đã có hỗn hợp khoai lang và chuối, cô bác có thể ăn sau bữa ăn 1 đến 2 tiếng và ăn hàng ngày, kiên trì thực hiện trong thời gian 2 tháng, các triệu chứng bệnh viêm khớp sẽ được đánh bay một cách nhanh chóng. Khi muốn kết hợp hai loại thực phẩm trên để chữa bệnh viêm khớp thì cô bác cần chú ý không ăn vào buổi tối và khi bụng đói bởi sẽ gây hại đến hệ tiêu hóa. Ngoài ra không nên ăn khoai lang sống hoặc đã mọc mầm sẽ có chứa nhiều độc tố gây hại đến sức khỏe như nôn mửa, hoa mắt, chóng mặt, đau bụng cô bác nhé.